Mẹ tóc cái một tóc liền luôn. Là nhà em mặc tiền con gọi dắp đúng không? Mẹ ác quá đi con ơi. Để thằng nhỏ tự khai đi. Dạ. Sao mà con cứ đi móc ruột người ta hoài chứ con? Mẹ biết em con. Thôi, cái khúc tiếp theo mẹ kể rồi. Thì cái lúc mà tụi nó đồng thanh vậy đó, thầy mới nói mày ở nhà mai mốt mày nói mày tém cái miệng lại. Mày nói mày tém cái miệng lại. Mày để cái miệng nó nguyên si như vậy à. Đồi kia thì trên đường về nó nói giờ mẹ là có cách nào làm cho con hết hôn không mẹ. Thì lúc đó là cô nói thì cô cũng rớt nước mắt khi mà bị con vậy đó. Cái cô suy nghĩ là thôi giờ ghé vô đại cái nhà khoa. Thì đi vô cái nhà khoa người ta tư vấn. Yeah. Người ta tư vấn là giờ muốn vậy thì chỉ có một cách là niềng răng thôi. Yeah. Mà bé ở cái tuổi này là niềng răng rất là ok, bắt đầu được rồi đó. Nhưng mà phải nhổ 4 cái răng, hai cái răng này, hai cái răng này. Thì bác sĩ nói vậy mà tự nhiên cái em nghe em nhổ răng em sợ lắm chị. Tại cái răng tươi đang vậy mà răng nó rất là đẹp. Cái em về cái em nói thôi không giờ đẹp. Không nhổ răng đi con ơi, sợ mẹ, tự mẹ nghe mẹ sợ quá. Không, con phải làm, đau con cũng chịu. Con phải làm, đau con cũng chịu. Thế là nghe vậy là bác sĩ tư vấn là một cây, lúc đó là 20 triệu là một cây vàng. Một cây vàng mà cô đâu có đủ một cây vàng. Nhưng mà bác sĩ cho là góp coi như là lúc đầu là đóng bao nhiêu phần trăm á, mà cô quên rồi. Còn lại là cứ thời gian niềng răng nó dài mà chị, thì cứ phải góp cho người ta. Vậy là cô cho nó niềng răng luôn. Thì bắt bao nhiêu lâu đó, con? Bao nhiêu lâu con? Dạ người bình thường thì niềng 3 năm. Riêng cái trường hợp của con tên chắc 4 năm mấy lần. Ủa là lúc em lớn em cũng còn cái niềng mà phải không? Tới lúc năm lớp 12 em mới bắt đầu tháo niềng. Ủa vậy hả? Trước khi vô trường. À như vậy là cái thời gian em cắt nú nữa là riêng nữa. Là sao nữa là rồi, vô trường rồi. Cái thời gian cắt nú đi em, cắt nú đi. Anh Lâm. Ủa ngày xưa cái nú nó dài một khúc bên nè cô, nó cười một cái thấy nguyên cái nú màu hồng như này nè mẹ. Không có đẹp trai như giờ đâu. Đó. Không biết nó từ nhỏ sao hả? Mới biết từ nhỏ nhà ăn kế bên rồi nó mà. Thì cái miệng này cũng đâu có của 1910. Không hên là miệng con rộng nhưng mà răng con đẹp, hiểu không? Rồi cái miệng con mà rộng gắn cái hàm hô vô chết chết luôn. Sao kể vụ cắt nú sao nè? Dạ thì con bị dư nú, con cười bị hở lợi nhiều lắm. Cái con phải đi cắt nú mà đau. Khi mà làm xong thì con mới biết con là ca đầu tiên người ta thí nghiệm con. Người ta thí nghiệm con. Trời ơi. Nghĩa là nào giờ mấy cái việc mà thẩm mỹ cho đẹp á thì người ta sẽ tới những cái trung tâm ở ngoài người ta làm cho nó có đẹp, người ta thẩm mỹ đâu hơn. Còn con là làm trong răng hàm mặt, răng hàm mặt thành phố. Con là ca đầu tiên đã thí nghiệm của con. Trời cưng quá chịu ha. Để thí nghiệm luôn thì con làm xong con mới biết. Nhưng mà cũng rồi. Khá là cô nghe nói là cô giáo đúng không cô? Dạ, cô giới thiệu về bản thân mình xíu đi cô. Cô tên là Trịnh Mai Hương. Dạ. Cô là giáo viên dạy trường Nguyễn Thị Minh Khai. Lúc mình có bầu Lý với cô nó khó khăn không cô? Lúc mà cô có bầu nó rất là khó khăn. Còn nó co tính ra là coi như đó. Cái tội thứ nhất là hành mẹ trong suốt thời gian thai kỳ luôn. Thì người ta đó là người ta nghén có mấy tháng thôi, nhưng mà cô là cô nghén đến 9 tháng luôn. Suốt 9 tháng là coi như cô giống như là người bị đau bao tử á con. Dạ. Là coi như 9 tháng trời á là cái bụng cô lúc nào nó cũng đầy hơi á, cô không ăn gì được á. Không ăn được. Em nuôi nó cũng rất là khó chị. Coi như trong cái tháng đầu tiên mà nó vừa lọt lòng ra đó là đúng cái ngày đầy tháng là nó phải đi vô bệnh viện rồi. Tại sao vậy cô? Nó bị viêm đường hô hấp á con. Cô nhớ là cô nuôi nó 12 tháng á, thì lỗ mũi nó ướt hết chừng 8 tháng rồi. Khô chừng 4 tháng thôi, rất là khó, rất là khổ. Coi như là ngủ á, là hồi đó thì đâu có máy lạnh đâu chị. Dạ. Thì em bé thì nó rất là hay đổ mồ hôi đồng. Dạ. Mà tối nào em cũng phải để quạt máy thì em dám để, vì lỗ mũi nó đã bị vậy đó. Dạ. Rồi đêm nào em cũng em quạt tai riết mà em bị một cái bệnh gọi là bệnh rối loạn giấc ngủ luôn. Tức là quạt tai rất là rối loạn hả cô? Không ngủ. Không ngủ. Trong tháng á là chị biết không, nó rất là khó. Khi mà em sinh nó ra đó là về trong bệnh viện về á là nó không có chịu ngủ. Nếu mà không để nó lên trên cái đùi mình có cái hơi ấm của người là nó không có ngủ. Đầu hôm á là bố sẽ canh nó, để nó trên đùi của bố ngủ tới 2 giờ sáng. Dạ. Để thay ca cho cô thì bố đi làm á, thì từ 2 giờ sáng đến sáng là cô để nó trên cái chân mình vậy nè. Dạ. Cô để nó. Dạ. Mình
rồi em thôi. Em ngã người ra vì em dựa vô vậy đó thì nó mới ngủ. Tại vì cô thương Lý quá chứ ngày xưa con cũng đòi ngủ trên đùi đó, ngủ trên đùi cái mẹ con vậy là không chịu ngủ liền. Đó, nuôi con là vậy thôi. Ủa Lý, sao vậy Lý? Là đã vừa có em á Lý, anh không biết là có em luôn á, em giới thiệu bản thân mình đi Lý. Rồi nửa chương trình rồi Lý. Nhưng mà em chưa nói được lời nào hết trơn, trời ơi, toàn vô mẹ kể tội em hết trơn trời. Lần đầu tiên xin phép mình Lý được chào con chào cô Thanh Thủy, anh chào anh Lâm, chào tất cả các vị khán giả đang xem chương trình. Con tôi bộ số tội, không ngờ tội lỗi em nhiều như vậy. Sao con? Này cảm xúc làm sao nè, nghe mẹ kể cảm xúc làm sao nè. Em còn nhớ là hồi nhỏ mẹ còn đẻ em ra thì mở hai kêu là em bị quái thai nữa. Sao vậy? Sao vậy? Đẻ con ra cái con bị bự quá con. Bự lắm à? Mẹ kể cái gì? Ủa không ăn uống mà bự hả? Nó không ăn uống, nó không coi như cả một thai kỳ á chị, là em lên có 6kg thôi. Có nghĩa là bác sĩ nói em là lên không có đúng cái tiêu chuẩn. Mà tới nửa tháng trước khi em sinh á thì đi siêu âm lại, bác sĩ mới nói là cái thai bự quá, không có bồi dưỡng nữa nha mẹ, không có bồi dưỡng nữa. Thì khi em sinh nó ra là đúng là nó 4kg. 4kg rồi bự quá. Dù là em lên có 6kg mà nó là 4kg. Cái tay của nó 4kg nó bự lắm, nó cái mặt mày nó coi như là như người ta nuôi cả tháng vậy. Mà đến nỗi nó chắc nó ngậm nước ối sao, nó bự quá mà em buồn lắm, em nhìn cái hai bàn tay dị quá. Mà em không dám nói, bố cũng thấy vậy mà bố không dám nói. Thì cái người chị mà nuôi em đi sinh nó đó, thì chị nói cái thằng này hai bàn tay bự quá, mai mốt lớn lên mà giận vợ đánh một cái là vợ chết liền. Là bà mượn hai đúng không? Lại là bà mượn hai. Bà nó ác mồm ác miệng thiệt. Đẻ nhỏ nó bự, nó nhỏ quái thai. Rồi đẻ cái tay bự nó mất quýnh vợ người ta. Bà ác thiệt á. Nha bà coi chương trình, nếu mà có lời nói với mượn hai thì em sẽ nói với mượn hai như thế nào Lý? Dạ thiệt ra là con no nước thôi. No nước thôi chứ không phải là con cố tình vậy đâu. Con bị sưng thôi. Con bị sưng thôi. Nhưng mà rồi bây giờ thấy là bàn tay nó cũng bị đó mà. Chỉ có sau vài ngày thôi chị, là em thấy nó bình thường trở lại. Lúc đó em mới thở vào nhẹ nhõm. Dạ, lúc mà đi học đồ tuổi thơ của Quỳnh Lý thì sao cô kể? Nói chung là tuổi thơ của Quỳnh Lý á, là có rất là nhiều kỷ niệm. Đến lúc mà đi học á, thì nói chung là ảnh rất là nhanh nhạy. Cô không có phải dạy nó đọc chữ gì hết mà sao tự nhiên nó biết chữ. Cô chỉ dạy nó 24 chữ cái thôi. Còn lại cái phần mà vần á, cái cô viết ra, cô ghi là thí dụ như cô ghi en, in, in, un, un. Cái mới dạy được có 3 vần vậy đó, nó thôi để mẹ để tự con đọc, thế là nó tự đọc. Nó tự đọc rồi nó tự cô cứ viết vần vậy rồi nó ráp vần, nó biết đọc hồi nào cô không hay nó. Sao thằng này mình không có dạy gì hết mà nó biết đọc chữ. Ngày xưa khi mà Lý đi học, có Lý học giỏi không cô? Dù có mẹ là cô giáo chắc là mẹ sẽ hướng dẫn cũng như nói chung là cái thời mà học từ tiểu học cho đến cấp 2 á thì lúc nào nó cũng trong đội tuyển giỏi toán. Trong cái từ điển học ở nhà của nó đó con, là nó không có từ học ở nhà. Mấy tội nên nó lớn lắm, nó không bao giờ học bài. Con không bao giờ về nhà học bài. Nghĩa là mỗi lần mà kỳ thi á chị, là em phải là cái người ngồi em đọc cái câu hỏi, nó có địa cương đem về, em đọc câu hỏi, em trả lời, xong nó nằm nó nghe. Rồi bắt đầu hả trả bài lại cho mẹ, cứ làm vậy mà cô làm tới năm nó học lớp 10 luôn. Ủa cô, mà ngày xưa là cô có dạy Lý không hay là cô giáo khác dạy cô? Cô giáo khác dạy. Tưởng cô dạy luôn là tới năm lớp 11 lớp 10 á là em hết làm nổi, tại bài nhiều quá mà em cũng công việc là giỏi toán quá thôi. Còn mấy cái môn mà giờ xã hội thì sao con? Dạ thí dụ như cái môn xã hội khác, ví dụ như môn văn chẳng hạn, là con dở. Là con dở. Con dở tệ luôn. Mà con không hiểu tại sao lúc mà con thi vô trường sân khấu thì con lại đậu. Giờ cô ngày xưa Lý theo diễn viên là ai định hướng Lý theo cô? Coi như là lúc mà nó học xong tiểu học á thì cô có cái suy nghĩ là bây giờ bắt đầu vô cấp 2 là cái tuổi mà nó bắt đầu đam mê chơi bời rồi này kia. Thì phải cho nó học một cái môn gì đó để nó yêu thích thì nó không có bị chơi qua những cái hư hỏng. Cho nên cái đến cái hè năm lớp 5 đó, cô hai mẹ con mới chở ra nhà văn hóa thiếu nhi quận nhất. Thì khi ra nhà văn hóa thiếu nhi quận nhất, cái đứng nhìn cái bản quảng cáo của người ta đó, đủ các môn học hết, nào là họa, rồi nào là múa, rồi nào là nhạc, rồi nào là aerobic, rồi nào là kịch nói. Thì nhìn hoài, cái cô nói không biết giờ học cái gì giờ. Cái xong cái cô nhìn thấy chữ kịch nói, cái cô nói đê đê vậy thôi bây giờ mình học kịch được không con? Cái nó nói diễn được hết mẹ.
bắt đầu nói vậy thì thôi ok đăng ký. Thì cái ngày đầu tiên đi học về á thì ảnh hỏi sao, nói thích lắm mẹ ơi, vui lắm mẹ ơi. Thì cái buổi thứ hai thôi à, lớp của đội kịch Tuổi Ngọc đó thì đang thiếu một cái vai của một cái con sâu gì đó, mà để cái vở diễn nó sẽ đi dự cái búp sen hồng gì ở ở Nha Trang đó. Con sâu chắc vở là con sâu làm giàu nồi cái trắng. Xong cái mà học không có cái không có người đóng vai đó. Dạ. Cái thì thầy Phát mới chạy qua cái lớp của nó đang học á, thì lớp nó là đứa mới không à, thì thầy mới hỏi là ê, lớp này có đứa nào coi được đồ không cho ta xin đứa. Dạ. Thế là cái thầy đó mới nói là ờ, có một thằng này mới vô có một ngày mà thấy được lắm. Thế là thầy bắt nó qua để thầy tập, thế là thầy nói ô thằng này có năng khiếu quá đồ này kia, thế là cho tập đi, bắt đầu đi dự cái búp sen hồng lần đó luôn. Thì cái là về cái là ảnh coi như là ảnh được thầy thương quá, vì thầy nói là có khiếu quá, thế là thầy đặt cách luôn, đầu ảnh sinh hoạt ở đời kịch Tuổi Ngọc từ đó trở đi đó. Yeah. Ồ, vậy em làm thầy trước anh luôn á Lý. Vô tình thôi chứ không đó nó không định hướng không vậy. Không mà đi học thì lại giỏi môn toán không hề giỏi như cái môn xã hội đúng không? Ừ. À, cậu bé này ngược lại. Rồi là từ đó là con cứ nuôi một cái mộng và từ đó thì đi diễn luôn chứ. Rồi cho đến vô trường sân khấu hả con? Dạ không. Con đi diễn cho đến vô trường sân khấu không? Tới năm lớp lớp cỡ lớp 8 là con ngưng, con không diễn nữa. Tại vì dạ đúng rồi, con tập trung vào việc học. Cô lúc đó niềng răng chưa? À đúng rồi, đúng rồi. Dạ, thời đó. Mặt nó như vậy không cô? Ờ, mặt đây. Nó vung vung. À cái mỏ hơi nhọn nha. Đó. Lúc nào cũng thấy bụm môi nó. Từ nhỏ nó có ý thức rồi. Từ nhỏ là có ý thức đem bụm cái môi mình vô rồi. Đếm nó vô. Là em bị hô hay sao cưng? Dạ em bị hô rất là nặng. À hô nặng luôn hả? Dạ. Khi mà vô đội kịch Tuổi Ngọc á thì con được làm lớp trưởng. Và một lần đó HTV xuống quay lớp học như thế nào như thế nào. Cái mình được lên phát biểu, anh hiểu không? Ừ. Tỏa sáng, mình một mình một khung máy, mặc lấy cái cận nữa. Rồi. Cái xong mình mở miệng ra mà nói. Cắt đi, đổi phải không? Có gì không? Không, không phải. Cho nói hết luôn, cái anh đó anh cho quay hết luôn. Rồi. Cho quay 15 phút đồng hồ luôn. Ừ. Và anh phát đúng 15 phút. Nguyên một đội con là hai mấy người nhốt trong phòng nhỏ xíu, ngồi coi cái TV à. Cái vừa mới thấy con trên màn hình cái mọi người hô vang lên đồng thanh lắm cô. Hồ răng ham, hồ răng ham. Làm răng hô à? Làm răng hô. Ôi, hồi nhỏ đã bị kỳ thị rồi. Về rớt nước mắt. Rớt nước mắt rồi, nói mẹ sao Lý nè. Mẹ ơi, bây giờ con không thể nào về được nữa. Con không chịu được, con phải làm răng thôi. Rồi. Thì trên đường về, ngay ngã tư, hai bà Trưng mẹ em tấp vô liền. Trời ơi, lúc đó nhà giàu với em nói là tấp vô liền luôn hả? Tấp vô liền. Làm răng là mắc tiền lắm luôn á mà mẹ tấp cái một. Tấp liền luôn. Là nhà em mặc tiền con rồi dấp đúng không? Mày ác quá đi con ơi. Để thằng nhỏ tự khai đi. Dạ. Sao mà con cứ đi móc ruột người ta hoài chứ con? Mình biết rồi em con. Trời ơi, cái khúc tiếp theo mẹ kể rồi. Thì cái lúc mà tụi nó đồng thanh vậy đó, thầy mới nói mày ở nhà mai mốt mày nói mày tém cái miệng lại. Mày nói mày tém cái miệng lại. Mày để cái miệng nó nguyên si như vậy à, đồi kia. Thì trên đường về nó nói giờ mẹ là có cách nào làm cho con hết hô không mẹ. Thì lúc đó là cô nói thì cô cũng rớt nước mắt khi mà bị con vậy đó. Cái cô suy nghĩ là thôi giờ ghé vô đại cái nhà khoa. Thì đi vô cái nhà khoa người ta tư vấn. Yeah. Người ta tư vấn là giờ muốn vậy thì chỉ có một cách là niềng răng thôi. Yeah. Mà bé ở cái tuổi này là niềng răng rất là ok, bắt đầu được rồi đó. Nhưng mà phải nhổ 4 cái răng, hai cái răng này, hai cái răng này. Thì bác sĩ nói vậy mà tự nhiên cái em nghe em nhổ răng em sợ lắm chị. Tại cái răng tươi đang vậy mà răng nó rất là đẹp. Cái em về cái em nói thôi không giờ đẹp. Không nhổ răng đi con ơi, sợ mẹ tự mẹ nghe mẹ sợ quá. Không, con phải làm, đau con cũng chịu. Con phải làm, đau con cũng chịu. Thế là nghe vậy là bác sĩ tư vấn là một cây, lúc đó là 20 triệu là một cây vàng. Một cây vàng mà cô đâu có đủ một cây vàng. Nhưng mà bác sĩ cho là góp coi như là lúc đầu là đóng bao nhiêu phần trăm á mà cô quên rồi. Còn lại là cứ thời gian niềng răng nó dài mà chị. Thì cứ phải góp cho người ta. Vậy là cô cho nó niềng răng luôn. Thì bắt bao nhiêu lâu con? Bao nhiêu lâu con? Dạ người bình thường thì niềng 3 năm. Riêng cái trường hợp của con tới chắc 4 năm mấy lần. Ủa là lúc em lớn em cũng còn cái niềng mà phải không? Tới lúc năm lớp 12 em mới bắt đầu tháo niềng. Ủa vậy hả? Trước khi vô trường. À như vậy là cái thời gian em cắt nú nữa là riêng nữa. Là sao nữa là rồi, vô trường rồi. Cắt nú đi em, cắt nú đi. Anh Lâm. Ủa ngày xưa cái nú nó dài một khúc rồi nè cô. Nó cười một cái thấy nguyên cái nú màu hồng như này nè mẹ. Không có đẹp trai như giờ đâu.
đó. Không biết nó từ nhỏ sao hả? Mới biết từ nhỏ nhà ăn kế bên này nó mà. Thì cái miệng này cũng đâu có cuốn 1910. Không, hên là đó. Miệng con rộng nhưng mà răng con đẹp, hiểu không? Rồi cái miệng của mình rộng gắn hàm hô vô chết chết luôn. Tao kể vụ cắt nú sao nè. Dạ thì con bị dư nú, con cười bị hở lợi nhiều lắm. Cái con phải đi cắt nú mà đau. Khi mà làm xong thì con mới biết con là ca đầu tiên người ta thí nghiệm con. Người ta thí nghiệm con. Trời ơi. Nghĩa là nào giờ mấy cái việc mà thẩm mỹ cho đẹp á thì người ta sẽ tới những cái trung tâm ở ngoài, người ta làm cho nó có đẹp, người ta thẩm mỹ được hơn. Còn con là làm trong răng hàm mặt. Răng hàm mặt thành phố, con là ca đầu tiên đã thí nghiệm con. Trời cưng quá. Chịu để thí nghiệm luôn. Thì con làm xong con mới biết. Nhưng mà cũng khá là ok, nhưng mà khoảng trong tầm một năm thì nó bắt đầu nó chạy xuống, nhưng mà nó chạy nhẹ. Thương giờ đẹp trai, đáng yêu. Ủa mà em vô kịch Icap là được chung đợt với anh đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, chung đợt với con nữa mẹ, hai đứa vô chung lần đó. Sao cho ta còn diễn mà con nghĩ rồi hả? Không, con còn với mẹ. Mẹ làm sao vậy con còn? Là ngày xưa cũng gắn bó hai anh em. Dạ. Là ngày xưa Icap tuyển diễn viên dạ, trẻ đúng rồi. Là con với Lý thi chung đợt luôn, là đợt đó cũng rất là nhiều Quỳnh Lập rồi. Dạ đúng rồi, đúng Quỳnh Lập, anh Dương Cường rồi. Mà năm đó em còn học trường sân khấu đúng không? Dạ đúng rồi, em còn học. Dạ. Lúc đó con mới năm nhất. Lót thảm đỏ mới năm nhất để vô Icap rồi, dễ sợ không? Ngoài những cái đó em có cái hoạt động gì nữa không? Đáng nổi bật năm đó. Năm nhất thì em hoạt động trong Icap. Rồi cái xong cũng đồng thời điểm đó là em hoạt động trong nhóm Tía Lê của anh Quỳnh Lập. Lúc đó diễn kịch. Dạ đúng rồi. Là bắt đầu năm đó là anh Lập thi Cười Xuyên Việt là sau năm của anh Lâm. Là em đã phụ Cười Xuyên Việt từ những cái năm đó rồi. Đó là phụ hợ đồ nhẹ 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 đó, đồ nhẹ nhẹ rồi Quang Trung. Tôi đồ da cho nhỏ nhỏ à. Rồi đúng không? Em Quang Trung Quỳnh Lý. Quang Trung Quỳnh Lý. Quang Trung với con với lại Trà Ngọc. Em là trong lớp. Em là Quang Trung. Em Quang Trung Trà Ngọc với lại Lê Lộc. Chắc là mẹ chắc là cả cái tâm lý như thế nào và cái sự hạnh phúc sung sướng và tin tưởng như thế nào đến với con mình. Khi mà nó thành công quá sớm, coi như vậy là nó thành công sớm. Dạ, mặc dù là em không có biết quen biết ai trong giới showbiz không gì hết á, mà tự nhiên nó được may mắn như vậy thì em cũng rất là vui. Với lại nó cũng có rất là nhiều cố gắng thành ra em rất là vui. Và cái niềm vui mà lớn nhất á, là hai lần. Thì cái lần mà nó đạt được một quán quân trong cái Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội cái mùa 2. Khủng Long Tí Hon vậy hả? Khủng Long Tí Hon rồi. Con thi chung đội với anh Lâm. Đúng rồi, không. Con thi đấu đội. Anh Lâm là anh cố vấn em ơi chứ thi chung đội với đi. Coi như là có hai đội thi nhau để tranh quán quân thì Dương Lâm á là cô nhớ với lại Dương Thanh Vàng là trong cái đội thứ nhất. Đội thứ nhất ra thì diễn lúc ta cô đi coi trực tiếp thì cô thấy cái đội thứ nhất quá chừng gọi là hoành tráng rồi. Không biết tới cái đội con mình ra làm sao. Chứ thì tới cái đội con mình ra thì thấy tụi nó cứ khúc đầu là giỡn hết không. Mà em nói trong năm đứa trong đội mà em thấy con em ra tính nửa kịch rồi mà em cũng thấy con em ra không biết con em nằm đâu nữa. Xong cái bắt đầu phần cuối thì mới thấy nó ra. Mà thật nó ra là nó diễn bi mà ở dưới em thấy khán giả chung quanh khóc quá chừng luôn. Cô nhớ tuần gì không cô? Cái gì cô không nhớ thầy. Cô không nhớ cái tựa nhưng mà nhớ là truyền lửa của thầy á, là nó đóng cái vai là sẵn sàng đóng vai một cái cách đơ rất là nguy hiểm để mà có tiền để chữa bệnh cho thầy đó hay, là hay, đó hay. Thành ra cái nó đạt được giải quán quân là cái lần đầu tiên á, là em biết được là hạnh phúc mà mình rớt nước mắt. Cái cuộc vui nào mà em phải rớt nước mắt mà đó là cái cuộc vui mà ngồi dưới coi đến khi nghe con được quán quân vậy thì mừng mà rớt nước mắt. Quán cô lúc đó tiền là sao cô? Lúc đó giải thưởng á, cục tiền nó về nó cho cô. Cục tiền đó cô không biết nó. Trời ơi, con cái bất hiếu. Không phải đâu anh Lâm, thiệt ra là tụi con đầu tư vô cái chương trình cũng rất là nhiều. À là lỗ, nếu lấy danh vọng thôi. Nếu như mà không quán quân là tụi con sẽ bị lỗ rất là nặng. Ừ. Hên là quán quân nên nó hù hợ gỡ nhẹ nghe, được nghe, người nghe giang hồ đồn là con có đi nước ngoài diễn nữa hả? Dạ chưa chưa Thái Lan. Thái Lan vậy đúng rồi con đi Thái Lan. Đúng lương bao nhiêu tiền rồi về làm gì? Mẹ con mình giờ hỏi nhiều tiền không? Dạ cũng được một con số cũng kha khá đó. Thế giờ nó mới khai nè. Sao không biết vậy? Dạ sao anh không biết vậy? Vì bộ phim nó chưa chiếu. Đó là cái mà em định nói là cái niềm vui thứ hai á chị. Nó về nó nói em là mẹ con sắp được đi mời đi đóng cái phim mà điện ảnh mà đóng với lại diễn viên bên Thái Lan, hợp tác với Thái Lan. Hình bé nó đầu đuôi nói mẹ con sắp đi Thái Lan chắc chết. Cái bữa đó
bữa đó cái nó ký được hợp đồng rồi của nhà sản xuất Trịnh Tú Trung á. Nó ký được cái hợp đồng 100 triệu đoạn đối với em 100 triệu lớn lắm chị. Cái nó chụp liền cái hợp đồng. Mấy? Nó chụp liền cái hợp đồng, mẹ ơi con dính rồi. Nó chụp liền cái hợp đồng qua cho em rất là mừng. Mà cũng coi như là rất là may luôn á là sau khi mà nó đóng ở bên đó một tháng á, thì vừa cái lúc đó là cái tai nạn của bố nó đó chị, là bố nó bị cái tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não, thì phải mổ lại lần thứ ba luôn. Lần thứ ba là cái lắp nắp sọ nhân tạo, là em thay cái nắp sọ thiệt của bố nó, là người ta lắp cái nắp sọ thiệt, thì cái nắp sọ thiệt đó nó bị sụp, nó chèn dây thần kinh làm cho bố té, bố không đi được, coi như không hoạt động được. Thành ra em phải đi đến bệnh viện, thì người ta mới nói là bây giờ phải mổ bỏ cái miếng này đi, thay bằng cái nắp nhân tạo để nó chèn dây thần kinh. Thì lúc đó em mổ thì thiệt sự ra mà nói cũng may là nhờ có số tiền đó của nó vừa về thì nó nghe được là bố mổ với cái số tiền là 40 mấy triệu á, bảo hiểm trả được 10 mấy triệu. Cái nó nói con chuyển cho mẹ 35 triệu liền, 35 triệu tiền này là con lo hết cái tiền mổ này cho bố nha. Thế là nó chuyển cho mẹ 35 triệu đó. Thì thật sự ra là em rất là vui là vì con nó biết nghĩ đến bố mẹ. Lý chia sẻ về cái vấn đề này, lúc anh còn nhớ lúc là mình đang diễn ngày xưa đúng không? Đúng. Là ba em bị tai nạn đúng không? Lúc đó anh cũng cái là trong cánh gà Lý nó hoang mang tội nghiệp đúng không cô? Nhưng mà nó cũng phải ra nó diễn, thì em có thể chia sẻ được cái khoảng thời gian như thế nào không Lý? Thì tưởng tượng em thấy bố em là một người cao to, khỏe mạnh, rất cao nha, cao hơn em luôn, cao 1m80 mấy. Bình thường, đang sinh hoạt một cách bình thường. Thì đùng một cái bố em nằm ra. Nhà chỉ có 3 người thôi. Đó là một cái cú sốc luôn, như là tự nhiên em phải đối diện với lại một cú sốc lớn của gia đình lần đầu tiên. Mà lúc đó thấy mẹ làm sao? Lúc đó em thì... không ngờ mẹ em mạnh lại kiên cường như vậy. Lúc đó thì phải nói là bố nó bị hôn mê 21 ngày chị. Lúc đó là coi như là chấn thương sọ não mà nặng lắm. Mà thật sự ra mình không quen ai hết, mà cũng nhờ có nó. Lúc mà đưa vô bệnh viện là tối thứ sáu thì không có bác sĩ, nguyên ngày thứ bảy nó để cho nằm vậy luôn. Thì thằng này nó mới đăng lên Facebook là bố em bị vậy đó, có ai quen bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 giúp em với. Thì có một cái anh nào đó hả đê, thì anh đó ảnh nhà ảnh vô, ảnh mới nhờ bác sĩ, thì người ta mổ liền sáng chủ nhật. Thì cái vô mổ rồi ảnh bố nó là nằm hôn mê 21 ngày trong cái phòng đặc biệt, coi như là thở bằng máy không, mà người ta không có cho mình vô cái phòng đó. Là mỗi một ngày người ta chỉ vén cái màn cho mình nhìn ở từ ngoài nhìn vô, với lại người ta ghi cái bảng điểm từng người vậy đó, thở máy bao nhiêu điểm rồi hết thở máy rồi mới qua thở oxy rồi mới được đi ra phòng ngoài. Thì mình nhìn cứ nhìn ngày nào cũng ở đó, mình nhìn thấy người ta là lên điểm, mà còn bố nó suốt 20 ngày cứ thở máy 7 điểm hoài. Em nói học không có lên điểm gì trơn, nằm thở máy hoài vậy, sợ quá sợ luôn. Cái nó nói mẹ ơi, mẹ đừng lo nữa, con coi bó rồi ông này hay lắm. Ổng nói là bố không có chết. Ổng nói là bố không có chết, mẹ đừng lo nữa nha, không chết nha. Đó, rồi cái tới ngày 22 tự nhiên bác sĩ kêu em vô, cái bác sĩ nói bữa nay là tốt rồi, xuất cái phòng này nha, đi về phòng nằm nha. Đó là em mừng quá chị ơi, là vừa ra là em chết liền. Trên cái đường mà đẩy băng ca đi về cái phòng đó em chết liền. Coi cái đầu ảnh có làm sao không? Bố nhớ số điện thoại của con không? Thế là ảnh đặt vinh vách cái số điện thoại thằng này. Nhớ số điện thoại mẹ không? Đặt vinh vách cái số điện thoại của em luôn. Thế là mừng quá là mừng. Rồi về nhà đó là từ từ là mới hoàn thiện lại. Dạ, rồi cái mới lắp cái nắp sọ. Mấy tháng sau em lắp cái nắp sọ. Lắp nắp sọ được năm sau là lắp lại cái nhân tạo. Là bố về bố như nít vậy đó chị. Nhưng nít là rất là coi như là nhõng nhẽo và nũng nịu, coi như là trở thành một đứa nít luôn mà. Ủa vậy hả? Là thấy nó đó là nhõng nhẽo. Đê bố muốn đê nằm, đê ôm bố ngủ đê ơi. Nó vậy đó. Thế là nó nói ôm hả, thích hả, ôm thì ôm. Thế là nó nằm ôm hai bố con ngủ, mà em nhìn thương quá. Em chụp lại một cái tấm hình, em nói để đời. Bây giờ sức khỏe khỏe ba sao rồi Ly? Dạ bố em bây giờ khỏe bình thường. Rất là may mắn.
em nói em may mắn là em có được một cái thằng con mà em nói thiệt đó là nói lên đây thì mình nói là khoe con nhưng mà thật ra nó rất là có hiếu chị, coi như nó nuôi nhà có hai mẹ con thôi. Mà cái cũng may là cái lúc bệnh đó là chồng em là ngay cái mùa hè là em được nghỉ hè, mà ngày là em, ban đêm là nó. Mà ban đêm mới đến lúc mà anh tỉnh lại rồi ra phòng rồi đó là anh nhõng nhẽo. Đối với em thì anh không dám nhõng nhẽo nha, ông sợ, ông thương, kiểu như là ông sợ em khổ cực quá, ông không dám nhõng nhẽo. Nhưng mà đến đêm nó vô là anh nhõng nhẽo, anh hành nó suốt đêm. Mà đến nói mấy cái chị mà kế bên á, họ vô họ nói với em sao biết không, trời tội nghiệp thằng nhỏ quá, nó thức sáng đêm, đêm nào nó cũng thức sáng đêm. Mà tôi thấy tội nghiệp quá, tôi biểu nó nhà kệ, nó muốn kêu gì kêu, con cứ giả bộ con nằm dưới con ngủ đi, con ngủ con miết đi chứ con thức sáng đêm như vậy. Nó nói không, con không có làm vậy được, bố con cần con vậy kia. Thế là nó thức sáng đêm với bố, mấy bà vô kể cho em nghe mà em vừa sung sướng vừa rớt nước mắt. Trời ơi thấy thương quá à. Rồi sao giờ bố còn nhõng nhẽo với em nữa không? Dạ cũng vậy. Nhưng mà dễ thương. Nhưng mà dễ thương đúng không? Mình thương bố đúng không? Thì em thấy khoảng thời gian Lý nó rất là stress luôn á cô. Lúc mà đi diễn rồi rất là lo, lúc mà tranh thủ gì lật đật chạy vô thăm bố. Thì ngày hôm nay bố khỏe là cũng mừng ha Lý ha. Dạ. Ở nhà ngoài cái những cái việc giúp gia đình nè, rồi mua sắm cho gia đình, rồi Lý còn có những cái bí mật nào mà chưa được bật mí mà khán giả chưa biết nhiều không cô? Nói chung là nó rất là gần gũi với cô. Và có một cái điều này mà cô nghĩ là nói ra trên sóng chắc là người ta sẽ cười. Yeah. Đó là tới giờ phút này vẫn còn ngủ với cô. Yeah. Vẫn còn ngủ với cô mà đôi khi còn... Không, vợ ở đây cũng nhiều trường hợp lắm cô. Dạ có luôn anh nha không? Có luôn Lý ơi, chứ không phải mình em đâu. Mà đa số toàn trai không, không có con gái. Rất là nhiều. Bây giờ vẫn còn ngủ với mẹ mà. Cái lúc mà nó vừa lớn lớn cô cũng kể với bạn bè vậy. Bạn bè nói không nên dễ vậy. Thế là cô cũng làm cái phòng riêng. Làm cái phòng riêng cho nó mà nó ngủ có một đêm một à. Hoàng trời, cái đêm thứ hai thôi con ngủ mình đâu, ngủ với mẹ à. Lại là tôi ngủ với mẹ tới giờ phút này luôn. Rồi một cái nữa là rất là dễ thương, cái gì cũng tâm sự với mẹ hết, ngay cả cái mối tình đầu của nó. Dạ, mối tình đầu kể mối sao cô? Mối tình đầu của nó là nó quen bé bên Úc mà hai đứa tụi nó kiểu như là trái giờ trái múi rồi. Dạ. Học hành, thằng này thì làm lu bu. Thế là con kia giận hờn hoài, anh này chịu không nổi, anh này quyết định là chia tay chứ giận hờn hoài. Thế là cái bữa mà chia tay á là hả, ảnh đang nằm với cô vậy nè. Thế là anh chạy ra, nghe điện thoại nhỏ đó thì anh chạy ra ở xa xa tí để cô không có nghe. Thế là hai đứa nói chuyện đâu cũng phải hơn nửa tiếng á. Xong rồi chạy lên ôm mẹ khóc, bù lúa bù la luôn. Mẹ ơi, con chia tay với bé Hân rồi. Ôm mà khóc. Trời ơi. Mà từ đó giờ tất cả mọi chuyện là em đều tâm sự với mẹ hết hả? Tại vì em khó tâm sự với bố lắm. Em gần gũi với mẹ hơn. Người em dễ tâm sự là mẹ. Nó thương mẹ đến nỗi mà cô nghĩ là cái điều này chắc không có đứa con nào cho đâu chị. Dạ. Coi như là cái Facebook của nó đó là coi như cái mật khẩu là mẹ nắm hết, là mẹ chỉ việc nhấn vô là muốn vô Facebook của nó là vô. Cho nên nhiều khi á cô thích coi của con, cô coi mấy cái livestream của con. Bây giờ cô coi đó hả? Cái mẹ em coi. Trời ơi gặp người cô đâu mà cái nó chào. La quá trời la mà không trả lời con. Là đó là cái điều mà em thấy là chắc không có đứa con nào nó chịu vậy đâu, mà con em là nó thương mẹ nó. Cho mẹ cái nick Facebook của nó luôn, là cứ thoải mái vô miễn đừng đọc tin nhắn của con thôi. Nhưng cho... mà lâu lâu mẹ cũng lén đọc thôi. Mẹ cũng lén. Em nếu từ trước tới giờ có những cái lời nào mà em chưa nói với mẹ nhân chương trình này, em có một lời cảm ơn hoặc là những cái lời nào đó giờ em chưa nói với mẹ, thì Quỳnh Lý sẽ nói lời gì với mẹ của mình đây? Hồi trước giờ thì xin lỗi mẹ thì em đã xin lỗi một lần rồi. Em làm lỗi với mẹ cũng khá là nhiều. Nhưng mà còn một lời là em chưa nói với mẹ là cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn vì chuyện gì nè Lý ơi. Mẹ gì tại vì cảm ơn mẹ đã sinh em ra trên cõi đời này. Cảm ơn mẹ vì luôn ủng hộ em trong những quyết định của em và luôn bên cạnh em. Đã như đó thôi là như đó thôi. Rồi cảm ơn Lý. Rất là vui và cũng rất là hạnh phúc khi mà mình có những đứa con mà mình nói ra đối với mình ha, thì là quá là tuyệt vời. Nhưng mà nếu như có một cái lời gì đó muốn gửi đến với con mình thì nhân cái dịp này bạn có thể nói được với lại con trai yêu quý của mình được không? Thật ra thì đối với người ta đó con,
thì con có thể không là gì hết. Dạ. Nhưng mà đối với mẹ thì con là tất cả. Cho nên là nhân chương trình này mẹ muốn nói với con là nhà mình có một mình con thôi, không có anh em gì hết. Cho nên khi mà bố mẹ mất đi rồi đó, là con sẽ một mình và con sẽ chống chọi với cái cuộc sống này. Cho nên con mà muốn sống được bằng nghề thì mẹ nghĩ là nhất là cái nghề diễn viên này, thì con phải có cái ngọn lửa đam mê. Mà cái ngọn lửa đam mê này phải mạnh mẽ thì con mới có thể tồn tại được với nghề. Mà mẹ thì mẹ chưa thấy được ở con cái ngọn lửa đam mê đó cháy mạnh mẽ được bao giờ hết. Nên nhân chương trình này mẹ muốn con thay đổi, và đó là điều mà mẹ hạnh phúc nhất. Có ai mà mẹ mà thấy được từng cái không? Ngọn lửa đam mê chưa đủ nha Lý nha. Hai mẹ con ôm nhau một cái đi nào. Nãy hung rồi, ôm dính son luôn kìa, trời ơi, kinh quá.